Ngân xin chào mừng quý vị đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, Thu Ngân mong muốn giới thiệu tới quý vị một dòng sản phẩm máy trộn bột cho năng suất 150kg trên mẻ. Nếu như đối với những quý vị có khách hàng sử dụng dòng sản phẩm này để chế biến thực phẩm thì quý vị có thể thấy là với phiên bản này thì quý vị thấy không phù hợp. Vậy thì sẽ ra sao để quý vị lựa chọn với phiên bản Inox 304? Xin mời quý vị hãy theo dõi ngay bên cạnh Thu Ngân đây. Đây là dòng sản phẩm máy trộn bột 150kg trên một mẻ với phiên bản Inox 304 xuyên suốt từ khung máy cho đến buồng trộn phía bên trong. Vậy thì khi máy hoạt động có đáp ứng được với những nhu cầu khách hàng có mong muốn chế biến thực phẩm hay không? Thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video ạ. Máy trộn bột là sản phẩm chuyên dụng dùng để trộn các loại nguyên liệu từ bột mì, bột ngô, bột nở hay các loại bột cám, phục vụ cho ngành chế biến thực phẩm hay chăn nuôi. Đặc biệt, máy trộn được thiết kế bằng chất liệu inox nên đảm bảo an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng lại dễ dàng cọ rửa. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ trộn bột sữa dinh dưỡng và mẻ trộn như khách hàng mang tới tại đây là 70kg. Khách hàng có thể lựa chọn cách thức giữa trộn bột khô hay là bột ẩm. Và với chất liệu inox 304 sáng bóng thì quý vị không cần phải lo lắng về việc hoen rỉ hay khó khăn khi vệ sinh. Trung bình mỗi mẻ trộn của máy sẽ là từ 120 đến 150kg trên mỗi mẻ, tùy từng loại nguyên liệu đầu vào khác nhau. Cấu tạo buồng trộn của máy sẽ nằm ngang và có phần nắp đậy ở phía trên. Phía bên trong buồng trộn sẽ là các cánh đảo xoắn tròn giúp làm gia tăng khả năng đảo trộn, đồng thời rút ngắn thời gian trộn đều nguyên liệu. Phần cửa xả thành phẩm sẽ được chế tạo theo kiểu tay khóa và có tác dụng đóng lại khi máy đang hoạt động, mở ra để lấy thành phẩm. Vận hành kéo tải từ động cơ 4 đến 5,5kW 3 pha cùng hộp số giảm tốc sẽ đảm bảo tốc độ vòng quay nhất định cho máy đảo trộn đều các nguyên liệu, đồng thời hỗ trợ máy làm việc không bị quá nặng tải khi trộn với nguyên liệu là bột ẩm. Với nhu cầu và mong muốn thành phẩm đầu ra ưng ý, khách hàng cũng đã rất hài lòng với thiết kế của dòng sản phẩm máy trộn bột inox nằm ngang 150kg trên mẻ tới từ công ty Bình Quân. Vậy thì quý vị nghĩ sao? Và vừa rồi là quá trình thử trộn với nguyên liệu là bột sữa. Vậy nhưng quý vị khách hàng mà có nhu cầu chế biến kinh doanh muốn an toàn cho thực phẩm thì nên lựa chọn dòng sản phẩm máy trộn bột inox 150kg trên mẻ. Và nếu như quý vị còn điều gì thắc mắc về sản phẩm này thì có thể để lại ý kiến của mình ngay phía dưới phần bình luận hoặc liên hệ ngay tới số điện thoại đang được hiển thị phía trên màn hình để nhận tư vấn trực tiếp. Đến đây thì thời lượng video cũng đã kết thúc. Thu Ngân xin hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Hãy ủng hộ Thu Ngân bằng một lượt like và một lượt đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều dòng sản phẩm khác nữa tới từ công ty Bình Quân. Xin chào!